Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì video ngày hôm nay thì hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày mùng 4/2/2023, thì mình sẽ tranh thủ một chút thời gian để giới thiệu các bạn về cách để tạo dựng một video sử dụng các tính năng của một số công cụ của AI. Thì đầu tiên, ví dụ như các bạn muốn làm một video về chạy bộ chẳng hạn, thì các bạn sẽ cần một cái thì điều đầu tiên các bạn sẽ cần một cái video script, và thứ hai là các bạn sẽ cần cái những cái về công cụ về video, thứ ba là các bạn sẽ cần giọng nói chẳng hạn đó. Thì đầu tiên thì để mà viết về cái video script thì chúng ta sẽ sử dụng chat GPT, các bạn sẽ viết ra những cái lời này, và sau đó thì các bạn sẽ dùng công cụ là text to speech AI ở đây đó, thì các bạn sẽ có được cái lời thoại của nó. Thì các bạn ở đây hoàn toàn là có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Ví dụ tiếng Việt ở đây thì các bạn có thể dùng là FPT AI Voice, hoặc là tiếng Anh thì các bạn có thể Google search ra rất nhiều những trang web về giọng nói của AI. Đó thì đầu tiên ví dụ về video về chạy bộ này đi, thì các bạn sẽ paste lại cái này, và các bạn sẽ nhờ ChatGPT viết ra những cái lời trong video. Đó thì nó hoàn toàn giống như cái về trên này. Đó, rồi. Rồi, thì mình sẽ stop lại. Thì ví dụ như ở đây thì mình muốn làm video về phần giới thiệu cái tính năng của bộ CBTC này. Đó thì mình sẽ paste vào đây. Hoặc là mình sẽ viết lại write video script khoảng 5 phút thôi để giới thiệu cái hệ thống CBTC System in LA Metro. Đó, ok. Thì chúng ta sẽ có những lời giới thiệu này. Rồi, như tiếng Anh thì các bạn thấy tốc độ nhanh hơn là tốc độ khi mà các bạn yêu cầu về tiếng Việt. Rồi khi mà chúng ta đã có xong cái bước đầu tiên, thì chúng ta sẽ copy and paste cái phần những cái lời giới thiệu này vào một trang, và một cái file Word chẳng hạn. Thì đây mình đã copy sẵn ở đây. Đó, và bước thứ hai thì chúng ta sẽ tới cái trang web là PicAI. Ở đây thì các bạn sẽ đây là một cái công cụ, cũng là công cụ của AI, thì chúng ta tạo ra những video tự động, thì các bạn sẽ vào cái link này để các bạn đăng ký tài khoản, và các bạn sẽ viết những video của mình ở đây. Ví dụ như ở đây là CBTC Symptom ở đây. Đó, thì mỗi câu này thì các bạn sẽ paste lần lượt. Ví dụ ở đây thì đầu tiên là mình sẽ paste lần lượt câu này. Đó, ok, paste vào đây. Rồi. Tương tự thì bạn sẽ paste câu thứ hai. Tức mỗi câu thì các bạn sẽ cố gắng là để một dòng ở đây. Mỗi câu thì các bạn sẽ để một dòng ở đây. Câu thứ hai thì paste ở đây. Nó tương tự như là giới thiệu thứ ba ở đây. Đó, thì các bạn sẽ paste lần lượt, hoặc là cố gắng làm mỗi cái dòng này, mỗi cái câu này sẽ xong một dòng. Và sau khi các bạn xong hết rồi thì các bạn sẽ click vào phần proceed ở đây, thì sẽ giúp chúng ta tạo ra những cái video. Ở đây thì họ cung cấp cho chúng ta rất là nhiều cái template. Đó, thì các bạn có thể chọn những cái template mà mình mong muốn. Đây, ví dụ như là mình muốn chọn cái template bubble, hoặc là cái này đi, thì chúng ta sẽ chọn select. Và ở đây thì chúng ta chọn cái ratio, cái tỷ lệ ở đây 16:9, 9:16, 1:1, vân vân. Đó, thì các bạn
sau đó thì các bạn sẽ đợi thôi, đợi và chúng ta sẽ có những cái video về AI đầu tiên ở đây. Rồi đây thì mình đang làm ví dụ nên họ proceed rất nhanh. Rồi đó thì các bạn, sau đó thì các bạn sẽ click vào phần preview này để các bạn xem. Nó khá đẹp, họ ra những cái footprint về railway symptom ở đây, nó phù hợp với chủ đề đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ cần một cái giọng nói ở đây, một cái giọng đọc ở đây. Các bạn có thể thu âm chính giọng của mình, record voice đây, và các bạn sẽ tiếp tục sử dụng cái công cụ AI là text to speech ở đây. Các bạn sẽ, ví dụ như ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có cái công cụ của FPT ở đây, ở nước ngoài thì chúng ta sẽ có ở đây. Thì cũng tương tự như bước thứ hai thôi, thì chúng ta sẽ nhờ AI đọc cho chúng ta cái câu này. Đó, hoặc là bạn nào tiếng Anh tốt thì chúng ta sẽ đọc cái câu này và chúng ta sẽ record lại và add lại vào đây. Ví dụ như đây thì mình sẽ chọn là UK đi. Đó. Rồi, và chúng ta click vào phần generate. No, và chúng ta sẽ nghe cái giọng này. Rồi. Đó thì chúng ta sẽ download. Hoàn toàn là free nhé các bạn. Download và chúng ta sẽ lưu vào phần video. Ở đây thì mình sẽ lưu vào phần CBTC này. Rồi. Đó, sau đó thì bạn sẽ thêm vào voice ở đây, upload lên, thì bạn sẽ drag and drop ở đây. Và cuối cùng là chúng ta sẽ generate, bước cuối cùng generate là chúng ta sẽ có những video khoảng 49 giây. Đó thì đó chính là cách mà mình tạo ra những cái video kiểu dạng như sử dụng AI này. Đó thì mình hy vọng là cái video này sẽ cung cấp cho các bạn một vài cái ý tưởng để thực hiện những cái video. Và mình cảm ơn các bạn đã xem tới cuối video. Và nếu các bạn có thắc mắc nào thì các bạn sẽ để lại comment ở phần bình luận cho mình biết, để mình nếu biết thì mình sẽ giải đáp thắc mắc. Và mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp sau.